cầu về làm gì chị? À, làm thuốc cho gà. Vậy là nhét vô cho con gà là nó hết. Nó mình lấy hộp muối vô nó. Là nó bị gì rồi mà nhét cái này hết chị? Nó bị cúm hả? Giờ ấy mấy cái lá chầu này nó hết rồi. Nghe nói chứ. Gì hả? Tại đó giờ con không biết cái tự được gì nữa học. Mới biết là đầu tiên. Dạ. À. Cô chị này chỉ xin lá chầu. Ăn gì nhét vô gà. Lá chầu cũng có công dụng để cúng cho gà hay. Còn được mấy gốc chầu ta? Đây gốc. Phía đây một gốc. Hai gốc chậu.